Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi giới thiệu đến cả nhà mình các cái đĩa CD gốc ở phía bên này, thì đĩa CD tái bản sản xuất Made in USA ha. Em còn một số đĩa dành cho bác nào quan tâm. Những cái đĩa này có giá là 250.000 cả nhà ha. Cả nhà mình mua từ 2 đĩa trở lên thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình, và phải chuyển tiền trước thì em mới gửi đĩa đi. Dạ, vì em là người thật việc thật cả nhà ha. Rồi, thì ở đây mình có Asia 13 cả nhà ha, và đôi bóng, hai đĩa ha, Asia 13 và đôi bóng. Đây là các cái đĩa Made in USA cả nhà ha. Rồi, em sẽ lướt qua thôi để còn thời gian để mà đi vào các cái đĩa xịn. Đây là đĩa sân khấu cuộc đời của Chế Linh cả nhà ha. Đây là Chế Linh Hương Lan người xa người nè. Đây là Duy Khánh nè ha. Duy Khánh, tình đời tình bạn tình yêu cả nhà ha. Đây là Duy Khánh, lính và đời lính cả nhà ha. Duy Khánh lính và đời lính. Đĩa này là đĩa Phượng Hồng Phượng Tím. Đĩa này là đĩa Song Ca Tuấn Vũ Phượng Mai. Đây là Tiếng Hát Thiên Trang ha, ngày em 20 tuổi. Đây là đĩa Một Mai Em Đi của Thiên Trang. Đĩa Bao Giờ Em Quên Hương Lan Duy Khánh. Đĩa Vĩ Dạ Đò Trăng. Đĩa Rumba Tuyệt Vời Tuấn Vũ 11. Đĩa Cho Trọn Cuộc Tình ha, Tuấn Vũ Sơn Tuyền. Đĩa Căn Nhà Ngoại Ô cả nhà ha, thế hệ ca sĩ trẻ. Đĩa Nhà Anh Nhà Em ha, Chế Linh Hương Lan. Nỗi Buồn Gác Trọ cả nhà ha, của Thúy Anh CD. Đĩa Lời Lữ Khách Chế Linh Giáng Thu. Đĩa Em Chờ Anh Trở Lại Trúc Bạch 1. Đĩa Hoa Sứ Nhà Nàng ha, Phượng Vai Tuấn Vũ. Đĩa Chiều Tây Đô, Trường Thanh, Nhật Trường và Duy Khánh cả nhà ha. Đĩa Asia Xuân. Rồi, em về thêm một số các cái đĩa mới như là Dạ Vũ Xuân ha. Dạ Vũ Xuân. 24 giờ phép cả nhà ha, Tuấn Vũ Thiên Trang. The Best of Giao Linh ha, Nhạc Tuyển Giao Linh. Chi tiết bác nào mà mua thì cứ liên hệ với em sẽ gửi link cho mình. Em sẽ lướt qua mấy cái đĩa này để mà tập trung vào các cái đĩa gốc cả nhà ha, Giao Linh Nhạc Tuyển của Thúy Anh CD. Đam Mê cả nhà ha. Này là Ai Khổ Vì Ai cả nhà ha. Hương Lan Giao Linh Như Mai. Đĩa Giao Linh 7 Cuối Nẻo Đường Tình cả nhà ha. Đĩa Tình Ngoại Ô ha, Giao Linh Tuấn Vũ Tuấn Anh cả nhà ha. Đĩa Em Sắp Về Chưa, Giao Linh và Tuấn Vũ. Tiếng Hát Phương Dung cả nhà ha. Tiếng Hát Phương Dung. Và Phương Dung Ngày Đó Xa Rồi. Rồi bây giờ em sẽ đi vào các cái đĩa chính của ngày hôm nay. Em giới thiệu đến cả nhà mình bộ những cái đĩa gốc đây ha cả nhà ha. Đây là những đĩa CD gốc đời đầu được phát hành bởi hãng cả nhà ha. Và nếu mà nói gốc thì cả nhà mình phải có kiến thức về gốc. Chứ còn nếu mà nhìn CD gốc, nhìn cái CD nào cũng như CD nào thì mình khó nói chuyện cả nhà ha. Thì em sẽ có một số cái lưu ý cho cả nhà mình như sau. Đây là đĩa CD gốc và Lan và Điệp số 1 cả nhà ha. Đây là đĩa Lan Điệp số 1. Đây là đĩa gốc phôi ADCA cả nhà ha. ADCA, cả nhà mình có thể nhìn thấy cái chữ ADCA nằm ở đây ha. Lan và Điệp 1 cả nhà ha. Đây là những cái đĩa này là đĩa đã qua sử dụng cả nhà ha. Còn đẹp, còn hát tốt cả nhà ha. Hình thức còn hát tốt. Thì chứ không phải là đĩa mới cả nhà ha, không phải là đĩa mới. Rồi, đây là Lan và Điệp 1 cả nhà ha. Chuyện tình Lan và Điệp trường xưa nghĩa cũ. Khuya nay anh đi rồi, những đội hoa sim thành phố sau lưng trộm nhìn nhau. Chuyện tình Ngưu Lan chức nữ thôn nữ còn buồn, một người ra đi ai buồn hơn ai cho người tình nhỏ và mưa đêm ngoại ô cả nhà ha. Đĩa CD gốc Lan và Điệp 1. Cái đĩa này có giá là 900.000 cả nhà ha, 900.000. Cái đĩa Lan và Điệp 2, đĩa này là cái phôi phôi này là phôi DADR cả nhà ha.
phô này là phô DADR, dành cho bác nào mà biết có kiến thức về đĩa gốc tí. Thì đây là đĩa lan và đĩa pai cả nhà ha, lan và đĩa pai. Trong này mình sẽ có là lan đĩa pai đây, tôi bán đường tơ người ngoài phố, anh về kẻo trời mưa ai ra xứ Huế, nếu anh đừng hẹn thương về mùa đông biên giới, một mình thôi tình chỉ đẹp hành trang giả từ, loài hoa không nở những con đường trắng cả nhà ha. Đây là đĩa lan và điệp số 2. Lan điệp 2 cả nhà ha. Đĩa này cũng có giá là 900 ngàn cả nhà ha. 900 ngàn. Tiếp theo sẽ là đĩa lan và điệp 3 cả nhà ha. Ở đây là cũng phôi DADR cả nhà ha. Phôi DADR. Đĩa CD gốc đời đầu. Trong cái đĩa này mình có lan điệp 3 cơn mê tình ái, chuyện buồn tình yêu, trả lại thời gian đêm tàn, bến ngự trăng sáng đồi thông, những chuyện tình mong manh đêm không ngủ, thôi chia ly từ đây hai sắc hoa tư gôn, hương tình cũ và ngoại ô buồn cả nhà ha. Cái đĩa hương lan 3 này cũng có giá là 900 ngàn cả nhà ha. Rồi tiếp tục là em đem đến cho cả nhà mình một cái đĩa của Duy Quang cả nhà ha. Thà như giọt mưa. Đây là đĩa có cái phôi của nó là phôi 3G cả nhà ha. Phôi 3G. Phôi đĩa này là phôi 3G cả nhà ha. Đĩa cũng còn rất là đẹp ha. Dạ. Đĩa còn đẹp. Cả nhà mình yên tâm là đĩa em bán ra thì em cam kết là gốc cả nhà ha. Và em có ký hiệu của mình. Cả nhà mình về cứ nghe cứ đi hỏi ha. Nếu mà không phải đĩa gốc em sẽ tặng luôn cả nhà mình cái đĩa này. Đây là đĩa của tiếng hát Duy Quang cả nhà ha. Mình có tình khúc buồn nè, thà như giọt mưa nè, cô Bắc Kỳ nho nhỏ nè, hẹn hò nè ha. Hai năm tình lận đận, thuyền viễn xứ. Chuyện tình buồn em hiền như ma sơ, nỗi lòng người đi mùa thu Paris, rồi đây anh sẽ đưa em về nhà và tâm sự gửi về đâu cả nhà ha. Đây tiếng hát Duy Quang, Duy Quang 3, thà như giọt mưa cả nhà ha, dành cho bác nào yêu thích giọng ca của Duy Quang, chú Duy Quang. Cái đĩa này có giá là 1,2 triệu cả nhà ha, 1,2 triệu. Tiếp theo là đĩa của Elvis Phương cả nhà ha, tình khúc Phượng Hoàng. Đĩa này cũng là phôi 3G cả nhà ha. Phôi này cũng là phôi 3G. Tất cả những cái đĩa gốc mà em giới thiệu đến cả nhà mình, đĩa đã qua sử dụng ha. Tình trạng thì còn đẹp và hát tốt cả nhà ha. Đó. Tình khúc Phượng Hoàng cả nhà. Rồi. Cái đĩa này nó sẽ có những cái bài như sau ha. Hãy ngước mắt nhìn đời nè, yêu em nè, hợp khúc 1 ha. Nguyện cầu nè, giấc mơ qua, hợp khúc 2. Trong đó có bài Tôi muốn yêu đời và yêu người thương nhau ngày xưa. Bài Hãy vui lên bạn ơi, huyền thoại người con gái, hãy nhìn xuống chân và hợp khúc 3, mặt trời đen đêm dài. Elvis Phương cả nhà ha, tình khúc Phượng Hoàng. Đĩa này cũng có giá là 1,2 triệu cả nhà ha. Elvis Phương, tình khúc Phượng Hoàng, 1,2 triệu cả nhà. Tiếp tục là mình có đĩa của Khánh Ly cả nhà ha. Đây, đĩa của Khánh Ly cả nhà ha. Cái bìa này được làm nhũ tím rất là đẹp cả nhà ha. Bìa nhũ tím rất là đẹp. Đây là đĩa của Khánh Ly. Đĩa này thì hình thức của nó thì nó cũng có hơi xước nhưng mà vẫn còn rất đẹp cả nhà ha. Và em bao cho cả nhà mình là hát tốt cả nhà. Bên đời hiu quạnh ha. Đĩa gốc. Trong đây mình sẽ có những cái bài như Bên đời hiu quạnh, lặng lẽ nơi này, trong nỗi đau tình cờ, Quỳnh Hương bốn mùa thay lá, ru đời đi nhé. Có một dòng sông đã qua đời, yêu dấu tan theo chiếc lá thu phai và đóa hoa vô thường. Cái đĩa Khánh Ly Bên đời hiu quạnh này, đĩa gốc này có giá là 1,6 triệu cả nhà ha, 1,6 triệu. Và cuối cùng là em giới thiệu mình đến cả nhà mình cái đĩa của tiếng hát Chế Linh ha, Mai lỡ mình xa nhau Phượng Hoàng 37.
Đĩa này là đĩa phôi 3G cả nhà ha. Phôi 3G. Có một cái kim nhỏ xíu xíu cả nhà mình thấy không? Đó, có một cái kim nhỏ xíu ngay dòng chữ cả nhà ha. Có một cái dấu kim nhỏ xíu. Có một dấu kim nhỏ xíu cả nhà ha. À, ngay cái dòng chữ á. Một cái dấu kim rất là nhỏ thôi. Rồi. Thì cái đĩa này của Mai Lỡ Mình Xa Nhau ha. Của Chế Linh. Cái bìa này á, là bìa này là bìa được photo cả nhà ha, không phải là bìa gốc. À, mình có Mai Lỡ Mình Xa Nhau nè. Vùng Biển Trời Và Màu Mắt Em ha, Giọt Sầu Trinh Nữ, Nước Mắt Quê Hương, Nhớ Nhau Hoài, Tạ Từ Trong Đêm, Nửa Đêm Biên Giới, Những Đêm Chờ Sáng Ngoại Ô Đèn Vàng, Em Ơi Đừng Đến Nữa. Đó, đây là cái đĩa của Chế Linh ha. Phượng Hoàng 36, Mai Lỡ Mình Xa Nhau. Cái đĩa này có giá là 1.900.000 cả nhà ha, 1.900.000. Rồi. Thì tất cả những cái đĩa mà em giới thiệu đến cả nhà mình thì em đều có đĩa MD cả nhà ha. À, em đã ghi vào một cái đĩa MD cực kỳ xịn để làm gốc. Và bác nào mua thì em sẽ sang cái đĩa MD đó ra cho mình. Đó, cả nhà mình yên tâm ha. Những cái đĩa MD của bên em là phần lớn là lấy từ đĩa gốc ha. Dạ, lấy từ đĩa gốc. Những cái đĩa có giá trị như thế này. À, em lấy về chỉ để là lấy gốc để ghi MD thôi. Xong rồi em mà... chia sẻ với cả nhà mình ha, để cả nhà mình nếu mà có thích thì lấy về để nghe. Những cái đĩa có giá trị gốc, có giá trị siêu tầm là một, và chất lượng âm thanh chuẩn là hai. Tất nhiên là trong cái thời điểm mà nó phát hành thì âm thanh của nó chỉ tương ứng với cái thời điểm đó cả nhà ha. Cả nhà mình không thể yêu cầu một cái đĩa CD mà nó phát hành năm 1980 mấy, giống như đây là năm 1992, mà âm thanh nó giống như 2022 được cả nhà ha. À, mỗi cái lúc mà nó hòa âm phối khí thì nó sẽ khác nhau. Cách đây 30 năm thì nó lúc đó người ta hòa âm phối khí kiểu khác cả nhà. Nhưng mà em đảm bảo đây là những cái đĩa gốc chuẩn cả nhà ha, chuẩn. Rồi. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip ha. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.